Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 2 của trang web olm.vn Như vậy, trong những bài giảng trước, chúng ta đã được tìm hiểu về các phép trừ có nhớ Trong bài giảng ngày hôm nay, cô sẽ cùng với các con tổng hợp lại thành bảng trừ có nhớ Các số từ 11 tới 18 trừ đi một số Bây giờ, các con hãy cùng quan sát Trước tiên, cô có bảng trừ 11 trừ đi một số như sau

13 chữ 5 bằng 8 13 chữ 6 bằng 7 13 chữ 7 bằng 6 13 chữ 8 bằng 5 Và 13 chữ 9 bằng 4 Các con lại lập cho cô Bằng 14 trừ đi một số nào Chúc mừng các con Chúng ta có 14 chữ 5 bằng 9 14 chữ 6 bằng 8 14 trừ 7 bằng 7 14 chữ 8 bằng 6 và 14 chữ 9 bằng 5. Bảng 15 trừ đi một số. 15 chữ 6 bằng 9. 15 chữ 7 bằng 8. 15 chữ 8 bằng 7. 15 chữ 9 bằng 6. Các con tiếp tục lập ra cho cô bảng 16, 17 và 18 trừ đi một số. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta có 16 trừ 7 bằng 9, 16 trừ 8 bằng 8 và 16 trừ 9 bằng 7. 17 trừ đi 8 bằng 9 và 17 trừ 9 bằng 8. Và phép trừ cuối cùng là 18 trừ 9 sẽ bằng 9. Đây chính là bảng trừ có nhớ các số từ 11 tới 18 trừ đi một số. Ở mỗi hàng này chúng ta thấy sẽ là một số trừ đi 6, một số trừ đi 8, vân vân các con hãy học thuộc bảng trừ này để chúng ta có thể tính toán một cách nhanh gọn nhất. Với bài ôn tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm ngay bài tập. Bài đầu tiên các con hãy tính nhầm các phép trừ sau đây. Đúng là như thế. Tới bài thứ hai Hãy tính các phép tính 7 cộng 6 trừ đi 8. Trước tiên chúng ta sẽ thực hiện phép cộng. 7 cộng 6 kết quả bằng 13, 13 trừ 8 kết quả bằng 5. Phép tính thứ hai là 72 cộng 4 rồi trừ 9. 72 cộng 4 chúng ta tính được ngay sẽ bằng 76, 76 trừ 9 kết quả bằng 67. Tương tự thế này, các con hãy cùng tính các phép tính sau đây. Chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài toán tìm x x cộng 19 bằng 48. Ở đây, x đóng vai trò là một số hạng. Muốn tìm một số hạng, chúng ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy thì ở đây, x bằng 48 trừ 19. Thực hiện phép trừ này, ta tìm được kết quả x bằng 29. Tương tự, các con hãy cùng làm bài tìm x sau đây. Hoàn toàn chính xác, Bây giờ là một bài toán có lời văn như sau: Trong hộp có hai loại là bi xanh và bi đỏ. Có 35 viên bi xanh, số viên bi đỏ ít hơn số viên bi xanh là 9 viên. Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên bi đỏ? Đây là bài toán ít hơn, chúng ta đã biết số viên bi xanh, biết số viên bi đỏ ít hơn số viên bi xanh là 9 viên. Chúng ta cần tìm số nhỏ hơn. Như vậy, lời giải của bài toán này như thế nào? Hoàn toàn chính xác. Chúng ta có trong hộp có số viên bi đỏ là ta lấy 35 trừ đi 9. 35 trừ 9 bằng 26 và đây chính là đáp số của bài toán này. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, chúng ta đã cùng ôn tập lại về phép trừ có nhớ. Để rèn luyện thêm kỹ năng thực hiện phép trừ như thế này, các con hãy cùng luyện tập trên trang web olm.vn. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng. Hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo.